Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, trích trong truyện Lục Vân Tiên của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822, mất năm 1888 tại Gia Định, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Ông là nhà thơ Nam Bộ, sống và sáng tác ở thời kỳ đau thương mà anh dũng của dân tộc ta vào thế kỷ thứ 19. Đồng thời, ông là một nhà thơ lớn của dân tộc. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu của ông. Các tác phẩm của ông đều sáng tác bằng chữ nôm và nó thuộc vào các thể loại như thơ đường luật, truyện thơ, điếu văn. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, ông đã sáng tác truyện thơ Lục Vân Tiên và Dương Từ Hà Mộng. Sau khi thực dân Pháp xâm lược, ông đã sáng tác các tác phẩm như là bài thơ Chạy Giặc, bài tế Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duộc, Văn Tế Trương Định, thơ điếu Phan Tòng và cuốn Ngư Tiểu Y Thuật Vấn Đáp. Trước khi thực dân Pháp xâm lược thì những tác phẩm của ông để truyền bá đạo lý làm người. Còn sau khi thực dân Pháp xâm lược thì hầu hết các tác phẩm đều cổ vũ lòng yêu nước kháng chiến. Nguyễn Đình Chiểu là một con người hào kiệt của vùng đồng bằng Nam Bộ, là một nhân cách lớn mà sự nghiệp và tên tuổi của ông mãi mãi sáng ngời. Là nhà thơ suốt đời bị mù lòa, nhưng không những ông là tác giả của những tác phẩm bất hủ Lục Vân Tiên, Ngư Tiểu Y Thuật Vấn Đáp, Dương Từ Hàm Mộng, ông còn là tác giả của những bài thơ, những bài văn tế nổi tiếng, trong đó thì Tưới Máu Và Nước Mắt của mình hòa chung với bi kịch mà nhân dân anh hùng bất khuất và đau thương của ông đang chịu đựng. Có những câu thơ mà ông đã khắc sâu vào lòng người: chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Lịch sử văn học đã xác nhận Nguyễn Đình Chiểu là nhà văn, nhà thơ, tiên tri vĩ đại, người mở đầu cho dòng văn học yêu nước và cách mạng Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Từ đó chúng ta đi vào tìm hiểu tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên. Truyện Lục Vân Tiên ra đời vào khoảng những năm 50 của thế kỷ 19. Nó thể hiện rõ lý tưởng đạo đức mà Nguyễn Đình Chiểu muốn gửi gắm. Nội dung tác phẩm được tóm tắt như sau. Lục Vân Tiên đã đánh cướp, cứu Kiều Nguyệt Nga, một cô gái xinh đẹp. Sau đấy thì Lục Vân Tiên gặp nạn và được cứu giúp. Kiều Nguyệt Nga cũng gặp nạn nhưng vẫn giữ được lòng chung thủy với Lục Vân Tiên. Cuối cùng, hai người đã gặp lại nhau. Về nội dung tư tưởng, tác phẩm đã truyền dạy đạo lý làm người, đề cao tinh thần nghĩa hiệp và thể hiện khát vọng của nhân dân về lẽ công bằng. Về nghệ thuật, tác phẩm thể hiện thứ ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, rất tự nhiên, giống với lời ăn tiếng nói của nhân dân. Kết cấu tác phẩm mang tính ước lệ khuôn mẫu theo chuyện kể dân gian. Và ở đây, tác giả đã đặc tả nhân vật bằng hành động và ngôn ngữ. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Đoạn trích này nằm ở phần đầu của truyện và diễn biến của sự việc trong đoạn trích thể hiện một cái kiểu kết cấu thông thường trong các truyện truyền thống. Đó là người tốt thường gặp nhiều gian truân trắc trở, bị hãm hại, nhưng cuối cùng bao giờ cũng tai qua nạn khỏi và cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Về bố cục, chúng ta thấy là bài này có thể chia làm hai phần. 14 câu đầu là cảnh Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga. Còn lại là cuộc trò chuyện giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Phương thức biểu đạt chính ở trong đây là tự sự. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu tác phẩm với hai nhân vật chính. Nhân vật thứ nhất là Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên được tái hiện trong cảnh đánh cướp và trong cuộc trò chuyện với cả Kiều Nguyệt Nga. Thứ nhất là hình ảnh Lục Vân Tiên đánh cướp. Vân Tiên ghé lại bên đàng, bẻ cây làm gậy, nhằm làng xông vô. Kêu rằng bớ kẻ hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Phong Lai mặt đỏ phừng phừng, kẻ nào dám lẫy lừng vào đây. Trước cây việc giữ tại mày, truyền quân bốn phía phủ vây mịt mùng. Vân Tiên tả đột thiệu sông, khác nào Triệu Tử phá vòng đương giang. Lâu la bốn phía vỡ tan, đều quăng gươm giáo, tìm đàng chạy ngay. Phong Lai chẳng kịp trở tay, bị Tiên một gậy thác dày thân vong. Ở đây, Vân Tiên đã tả đột thiệu sông bằng chính những vũ khí thô sơ như bẻ gậy bên đường. Và lời nói của chàng
hiện rõ sự tuyên chiến về bọn hung ác không để làm hại dân, đó là hành động nhân vật vì nghĩa. Lục Vân Tiên đã được tái hiện là một con người kiên quyết hành động vì nghĩa cử cứu người gặp nạn. Trên đường đi thi, chúng nghe thấy dân chúng chạy trốn bọn cướp Phong Lai và có kể rằng là có hai cô gái bị bọn cướp này bắt đi. Chàng đã nổi giận, lôi đình và ngay lập tức cứu người bị nạn mà không hề suy nghĩ. Những người dân ngăn cản chàng vì thấy chàng còn trẻ tuổi, e chàng không đủ tài lực để đánh cướp. Thế nhưng mà không đối đáp lại, Lục Vân Tiên rẽ vào bên đường bẻ cây làm gậy ngay. Chàng đã dũng mãnh xông vào bọn cướp. Trong lời tuyên chiến của chàng có hai khái niệm quan trọng: đảng hung đồ và hại dân. Chàng nghĩ đến bọn hung đồ bức hại dân lành chứ không hề nghĩ tới những nạn nhân của chúng là ai. Vì thế chàng đã quyết ra tay trừ hại cứu dân. Đồng thời chúng ta thấy ở đây, để miêu tả hình ảnh Lục Vân Tiên thì tác giả đã khắc họa nhân vật rất rõ qua cả hành động, lời lẽ kết hợp với phép so sánh. Chỉ có mấy dòng đầu miêu tả Lục Vân Tiên mà chúng ta đã thấy đây quả thực là người anh hùng tài năng và có lòng vị nghĩa. Ngoài ra, trong đoạn này chúng ta cũng thấy có sự tương phản rõ ràng giữa Vân Tiên và bọn cướp. Vân Tiên thì một mình, chỉ có vũ khí là cây, gậy. Bọn cướp thì lâu la bốn phía, lại có vũ khí tối tân, vũ khí nhiều. Thế nhưng Vân Tiên thì sẵn sàng tả đồn thiệu sông, còn bọn chúng thì phủ vây mịt mù. Kết cục của cuộc chiến này ra sao? Chúng ta sẽ thấy ở đây, tác giả xây dựng lên hình ảnh tương phản như vậy là để càng làm rõ được sự dũng cảm đánh cướp của Lục Vân Tiên. Chàng đã dũng cảm hết sức mình, tướng cướp Phong Lai dù có dữ dội đe dọa áp đảo, mặt đỏ phừng phừng, phủ vây bịt bùng thì chàng vẫn không hề phải lo sợ. Chàng đã lấy hết sức mạnh của mình tả đồn thiệu sông và kết quả cuối cùng, lâu la bốn phía vỡ tan đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay. Phong Lai chẳng kịp trở tay, bị Tiên một gậy thác dày thân vong. Bọn cướp tan vỡ bỏ chạy, tên chủ tướng thì chết tại chỗ. Trong con mắt của chàng, bọn cướp chỉ là lũ kiến chầm ong không đáng kể. Như vậy ở đây, tác giả đã khắc họa nhân vật Lục Vân Tiên trong cảnh đánh cướp qua cả hành động, lời lẽ kết hợp với phép so sánh để làm rõ lên hình ảnh Lục Vân Tiên vô cùng tài năng và dũng cảm. Không chỉ thế, Lục Vân Tiên còn được tái hiện qua cuộc trò chuyện với cả Kiều Nguyệt Nga. Ở đây, Lục Vân Tiên đã thể hiện một hình ảnh chàng trai vô cùng khác. Hỏi ai than khóc ở trong xe này? Sau đấy thì chàng đã nói với cả Kiều Nguyệt Nga những câu nói vô cùng tình nghĩa, nó thể hiện sự từ tâm thương người. Và ngay cả trong khi mà Kiều Nguyệt Nga muốn ra trả ơn thì Lục Vân Tiên vẫn nói: khoan khoan, ngồi đó chớ ra, làng là phận gái, ta là phận trai. Nó thể hiện sự tế nhị, có văn hóa và biết giữ gìn khuôn phép. Rõ ràng đây là một chàng trai rất nghiêm khắc đối với bản thân mình. Hai cô gái được chàng giải cứu định từ trong xe bước ra tiến về phía chàng để tạ ơn. Nhưng người anh hùng không muốn để cho mọi người nghĩ rằng mình giải cứu chỉ vì người đẹp. Vì thế chàng đã bảo: khoan khoan, ngồi đó chớ ra. Nhà nghiên cứu Phan Ngọc đã nhận xét rất đúng. Trong quan hệ giữa Lục Vân Tiên với Kiều Nguyệt Nga, không phải là quan hệ đơn thuần giữa một chàng trai và một cô gái, mà là giữa một con người có bổn phận với một con người của bổn phận. Một người thì muốn tạ ơn, thực hiện bổn phận, và một người thì muốn thực hiện quan niệm nghĩa hiệp, cũng thực hiện bổn phận. Chính quan niệm về bổn phận, về đạo lý sống đã dẫn họ đến với nhau. Nhưng trong thời điểm này, chàng không hề mảy may có ý lợi dụng hoàn cảnh của hai cô gái. Đồng thời ở đây, Lục Vân Tiên còn thể hiện là một con người, một người anh hùng, vị nghĩa, khinh tài. Làm ơn há dễ trông người trả ơn, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Những câu nói ấy của Lục Vân Tiên thể hiện sự hào hiệp, thấy vì nghĩa là làm, không mong đền đáp. Chàng nhất định không chịu đền ơn, không chịu nhận đền ơn. Nghe Kiều Nguyệt Nga băn khoăn vì giữa đường không có tiền hay vàng bạc, chàng đã cười mà khẳng khái. Đấy. Tiếp sau đoạn trích này, Kiều Nguyệt Nga đã tặng chàng một chiếc châm với ý là vật kỷ niệm. Lục Vân Tiên vẫn kiên quyết từ chối, dù là chỉ là một vật kỷ niệm thôi.
Nhưng khi Nguyệt Nga xin tặng chàng một bài thơ thì chàng đồng ý ngay. Giá trị tinh thần được chàng đề cao, đó là nhân cách người anh hùng lý tưởng mà Nguyễn Đình Chiểu đã xây dựng lên. Một con người chính trực, hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài và cũng rất từ tâm nhân hậu, là hiện thân của cái thiện chống lại cái ác. Có lẽ từ nhân vật Lục Vân Tiên này, tác giả đã thể hiện khát vọng của nhân dân hướng về lẽ công bằng và những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Kết thúc truyện là có hậu thể hiện ước mơ cái thiện chiến thắng cái ác. Nhân vật thứ hai mà chúng ta cần tìm hiểu ở đây là Kiều Nguyệt Nga. Kiều Nguyệt Nga là người con mà phải theo lời người cha để chuẩn bị đi để làm đám cưới. Trong lời của Kiều Nguyệt Nga, chúng ta thấy rõ ràng những bổn phận của làng. Làm con đâu dám cãi cha, xin theo cùng thiếp đền ơn cùng chàng. Hay những từ như là báo đức thủ công, tất cả những lời lẽ cách xưng hô này thể hiện sự khiêm nhường của một cô gái có học và cũng đồng thời cũng là người có tấm lòng hiếu thảo, ân nghĩa thủy chung, phẩm chất tốt đẹp. Bản thân làng là con gái tri phủ miền Hà Khê, làng đã nghiêm túc tuân thủ đạo hiếu. Trong lời nói với Lục Vân Tiên, làng cho hay là đang trên đường từ quê đến miền Hà Khê theo lệnh của cha. Đồng thời, làng cũng là người con gái biết giữ gìn đạo đức trinh tiết theo đúng khuôn mẫu thời phong kiến ngày xưa. Làng nhận mình là liệu yếu đào thơ, vì vậy trong lòng cảm kích biết ơn đối với Lục Vân Tiên đã giải cứu nàng khỏi tay bọn cướp. Còn có cả lời biết ơn vì chàng đã giúp nàng, một người phụ nữ liệu yếu đào tơ giữ được phẩm giá. Lâm nguy chẳng gặp giải nguy, tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Trân trọng nghĩa cử của Lục Vân Tiên, nàng muốn mời chàng qua miền Hà Khê cách đó không xa để nàng có dịp đền ơn. Rõ ràng suy nghĩ và lời nói của Lục Vân Tiên cho thấy đây là người con gái vô cùng có đạo đức và một khi đã chịu ơn thì nhất định sẽ tìm cách trả ơn. Ơn lại gắn với nghĩa, nghĩa lại gắn với tình. Đó là lý do vì sao sau cuộc gặp ngẫu nhiên này, nàng đã âm thầm vẽ bức hình Lục Vân Tiên mang theo suốt cả cuộc đời và sau đó thì yêu chàng. Mặc dù Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga là đôi trai tài gái sắc, nhưng Nguyễn Đình Chiểu không có ý tô đậm màu sắc tài tử giai nhân, mà ông muốn nhấn mạnh đạo nghĩa làm người tốt đẹp giữa hai nhân vật này. Cuối cùng, chúng ta đi vào tìm hiểu về nghệ thuật của tác phẩm. Tác giả đã thiện nghệ thuật xây dựng nhân vật qua hành động, cử chỉ, lời nói, và đồng thời thì tác giả cũng thiện ngôn ngữ bình dị, mộc mạc, phù hợp với ngôn ngữ người kể chuyện. Về miêu tả hành động, cử chỉ thì chúng ta thấy ở đây tác giả rõ ràng là đã có cái ảnh hưởng đậm nét của nghệ thuật sân khấu như là tuồng, hát bội. Và cái điều này làm cho lời nói hành động của các nhân vật đôi khi mang tính chất khuôn mẫu. Nhân vật ít khi suy nghĩ nhiều mà hành động ngay. Khi nghe kể về bọn cướp thì Lục Vân Tiên đã ghé lại bên đường bẻ cây, làm gậy và xông vô luôn. Sau ba sự việc liên tục ấy thì chúng ta còn thấy những sự việc như là quát mắng bọn cướp tàn đồ thiệu sông. Hầu hết là các nhân vật đều được tái hiện qua hành động và những hành động ấy đều liên tiếp. Ngoài ra thì nhân vật được tái hiện rõ ràng qua lời nói. Ta thấy ở đây ngôn ngữ đối thoại mang đặc điểm của ngôn ngữ sân khấu. Các đoạn đối thoại thì mang đậm tính khẩu ngữ nhưng mà lại gắn liền với cả tính cách hành động của nhân vật. Ví dụ Lục Vân Tiên thì bộc trực thẳng thắn, nhưng khi chàng nói với cô gái thì thể hiện đây rõ ràng là người có học. Kiều Nguyệt Nga trọng phẩm tiết, sống có đạo nghĩa, nên trong lời nói của mình chúng ta thấy luôn nhắc đến việc báo đền cho Lục Vân Tiên. Việc này đã được nàng nhấn mạnh rất nhiều lần. Rồi nói đến cả cái nghĩa vụ của mình nữa, đấy là người con có hiếu, có trinh, làm con đâu dám cãi cha, hay là tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi. Nàng cũng là người trọng ân nghĩa, xin theo cùng thiếp đền ơn cho chàng, gẫm câu báo đức thủ công. Rõ ràng là làm nên cái hay, cái hấp dẫn của tác phẩm Lục Vân Tiên là do tính chất nhân dân đậm đà của ngôn ngữ. Cuối cùng là nói về ngôn ngữ mộc mạc bình dị. Ngôn ngữ mộc mạc bình dị này thể hiện rõ trong lời nhân vật. Ngoài ra thì nó còn phù hợp với ngôn ngữ của người kể chuyện, vì thế nó tạo lên chất nam bộ rất rõ cho tác phẩm. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ tác phẩm. Chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ tác phẩm Lục Vân Tiên và đặc biệt là đi sâu vào đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng, tổng kết lại một số vấn đề chính. Về nghệ thuật thì chúng ta đã thấy ở đây tác giả xây dựng nhân vật qua hành động, cử chỉ, lời nói. Về nội dung
Đoạn trích này cũng như toàn bộ Lục Vân Tiên đã thể hiện khát vọng hành đạo giúp đời của tác giả qua việc khắc họa phẩm chất rất đẹp đẽ của hai nhân vật chính là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Ngoài ra, để tìm hiểu sâu hơn vào bài thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một số câu hỏi bổ sung. Ví dụ, phân biệt sắc thái riêng trong từng giọng nói của ba nhân vật Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga và Phong Lai trong đoạn trích. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và các em đã tham gia vào tiết học này. Xin chào tất cả thầy cô và các em.